như sông lớn hàng già, từ cửa tượng khẩu màu bạc chảy ra cát bạc. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng nghĩa biện tài nói tất cả nghĩa môn, mà tất cả như lai nói, sinh ra tất cả pháp trắng thanh tịnh, rốt giáo nhập vào biển trí vô ngại. Như sông lớn tư đà, từ cửa khẩu sư tử màu kim cương, trải ra cát kim cương, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng pháp biện tài vì tất cả chúng sinh, nói câu kim cang của Phật dẫn đến kim cang trí, rốt giáo nhập vào biển trí vô ngại như sông lớn tín độ, từ cửa nghiêu khẩu màu vàng trải ra cát vàng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng huấn từ biện thuyết tùy thuận phương tiện duyên khỏi thế gian khai ngộ chúng sinh, khiến cho họ đều hoan hỷ, điều phục, thành thục, rốt giáo nhập vào biển phương tiện duyên khỏi như sông lớn phược xô, từ cửa mã khẩu màu lưu ly, li, chảy ra cát lưu ly, li, Đại Bồ Tát cũng lạ như thế, dùng vô tận biện, mưa pháp hàng trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết, khiến cho người nghe, đều được thấm nhuần, rốt giáo, nhập vào biển Phật Pháp, như bốn con sông lớn, tùy thuận, bao quanh ao vô nhiệt, rồi từ bốn phương chảy vào biển, Đại Bồ Tát cũng lạ như thế, thành tựu tùy thuận thân nghiệp, tùy thuận lời nghiệp, tùy thuận ý nghiệp. Thành tựu trí làm tiền đạo thân nghiệp, trí làm tiền đạo lời nghiệp, trí làm tiền đạo ý nghiệp. Bốn phương chảy ra rốt giáo nhập vào biển nhất thiết trí. Phật tử thế nào gọi là bốn phương của Bồ Tát? Phật tử đó là thấy tất cả chư Phật mà được khai ngộ, nghe tất cả Pháp thọ trì không quên, viên mãn tất cả hạnh ba la mật, đại bi thuyết Pháp đầy đủ chúng sinh như bốn con sông lớn bao quanh ao lớn ở trong giữa ao đó đều đầy rẫy hoa yêu bát la hoa ba đỏ ma hoa câu vật đầu hoa phân đà lợi đại bồ tát cũng lại như thế ở trong giữa tâm bồ đề chẳng bỏ chúng sinh nói pháp điều phục đều khiến cho viên mãn vô lượng tam muội thế cõi nước phật trang nghiêm thanh tịnh như ao lớn vô nhiệt có cây báu chung quanh đại bồ tát cũng lại như thế hiện cõi nước Phật chung quanh tra nghiêm khiến cho các chúng sinh hướng về bồ đề như ao lớn vô nhiệt bề ngang rộng năm mươi do tuần thanh tịnh không đục đại bồ tát cũng lại như thế tâm bồ đề rộng vô lượng vô biên căn lành đầy dẫy thanh tịnh không đục như ao lớn vô nhiệt, dùng vô lượng báu trang nghiêm bờ ao, giải hương chiên đàn, đầy khắp trong đó, đại bồ tát cũng lại như thế, dùng trăm ngàn ức mười thứ chí báu, trang nghiêm bờ Bồ đề tâm đại nguyện, khắp giải hương thơm tất cả các điều thiện như ao lớn vô nhiệt, đáy ao giải cát vàng, đủ thứ ma ni, sen lẫn tra nghiêm. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trí huệ vi diệu, quán sát khắp cùng, bất khả tư nghỉ, giải thoát của Bồ Tát. Đủ thứ pháp bảo, xen lẫn tra nghiêm, được tất cả pháp quang minh vô ngại, trụ chỗ trụ của tất cả chư Phật, vào trong tất cả phương tiện thâm sâu.